Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2022 của tuổi Dần, tâm trạng buồn phiền, vận trình ảm đạm. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Dần xét về tổng thể đây là khoảng thời gian khá ảm đạm với những chú hổ, bởi các phương diện cuộc sống đều khó có bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, mọi điều có thể cải thiện nếu bạn thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, đồng thời cố gắng để không đầu hàng trước nghịch cảnh. Trên phương diện sự nghiệp, nguyệt lệnh Lâm Tử khiến cho những chú hổ luôn cảm thấy buồn phiền, mệt mỏi hay lo nghĩ, thường so đo thiệt hơn nhưng lại không có hành động thực tế để giải quyết vấn đề. Nếu duy trì tình trạng này, bạn không chỉ thụt lùi so với chính bản thân mình mà còn tự tạo cơ hội để người khác vượt qua mình. Trên phương diện tài lộc, bản mệnh thường hay chần chừ, do dự nên dễ dậm chân so với đối thủ. Hơn nữa, bạn vẫn mãi đi theo lối mòn nên chưa khệ khiến cho đồng tiền trải vào túi nhiều hơn trước. Đây là lúc con giáp này cần nhìn nhận bản thân mình, tìm ra ưu thế cũng như khuyết điểm của bản thân để có những định hướng phát huy và sửa đổi trong tương lai. Chuyện tình cảm cũng khá u ám do chịu tác động của ngũ hành tương khắc. Bạn và người ấy ít khi trò chuyện tâm sự, luôn những điều khó chịu trong lòng, nên mối quan hệ đôi bên ngày càng trở nên căng thẳng. Tử vi tháng 8 âm lịch của người tuổi Dần cho thấy, nếu cứ tiếp tục như thế này, hai người sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba tiếp cận, đến khi hối hận thì cũng đã muộn màng. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2022 của người tuổi Dần qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Con đường sự nghiệp của những chú hổ sẽ khó có những bước tiến nếu như bản mệnh vẫn giữ nguyên cách làm việc như hiện tại. Cục diện nguyệt lệnh Lâm Tử cho thấy khó khăn thường đến từ chính bản thân bạn, chứ không phải do tác động của các yếu tố bên ngoài. Thời điểm này, bạn thường xuyên buồn phiền, lo âu vì những điều vớ vẩn. Nếu cứ sợ trước, sợ sau như vậy, bạn sẽ chẳng dám thử sức mình trong bất cứ công việc gì. Khi được lãnh đạo trao cho cơ hội, bạn cũng sẽ dễ dàng bỏ lỡ. Còn giáp này cần phải tin tưởng hơn vào bản thân mình, bởi bạn cũng có những khả năng mà người khác không có được. Nếu có cách phát huy thích hợp, bạn hoàn toàn có thể phát triển cực kỳ nhanh chóng. Nếu cảm thấy băn khoăn, do dự, mất định hướng, bạn không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng. Hãy tâm sự, trò chuyện với những người đáng tin cậy để được tháo gỡ kịp thời. Rất có thể đối phương sẽ chỉ cho bạn một con đường đúng đắn hoặc giúp bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về vấn đề trước mắt. Các tinh tử vi và các tinh dạy thần xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn không thiếu những cơ hội để phát triển. Cốt yếu là bạn có nhận ra và có dám nắm bắt lấy hay không mà thôi. Hãy chăm chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, đừng bỏ cuộc khi mới gặp những khó khăn. Dù thời điểm này có phải vất vả hơn một chút so với thời điểm trước, nhưng để tích lũy vốn kiến thức và kinh nghiệm áp dụng cho tương lai. Hơn nữa, mọi cố gắng của bạn luôn được cấp trên quan sát và đánh giá. Chỉ cần bạn bỏ công làm việc thì vẫn sẽ có cơ hội được cất nhắc. 2. Luận về phương diện tài chính. Phương diện tiền bạc không có bước phát triển rõ rệt vào thời điểm này. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bạn thường xuyên chần chừ, do dự, không dám thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Còn giáp này thường xuyên lo lắng, suy trước tính sau, sợ mình phải chịu thiệt nên đến lúc dám bắt tay vào công việc thì cũng đã lỡ một nhịp. Theo tử vi tháng 8 âm lịch năm 2022 của người tuổi Dần, dù không phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt, nhưng bạn vẫn khó có thể kiếm được một khoản dư giả như mong muốn. Bạn không nên than thân trách phận, mà hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đặc biệt là dám đối diện với những điểm yếu của mình để có hướng khắc phục và thay đổi trong tương lai. Chỉ khi bạn dám thay đổi, bạn mới có thể có những bước tiến rõ rệt trong công việc. Bên cạnh đó, những chú hổ cũng nên tìm ra hướng đi mới cho công việc làm ăn, kinh doanh của mình, không nên mãi đi theo lối mòn được vạch sẵn. Thế giới đang không ngừng thay đổi, nếu bạn cứ mãi đứng im thì sẽ nhanh chóng trở nên tụt hậu để mọi người xung quanh vượt qua mặt mình.
Hơn nữa, tháng 8 âm lịch, bạn nhận được sự nâng đỡ của các tinh tử vi và giải thân, nên có khó khăn cũng sẽ vẫn có tiềm ẩn những cơ hội. Khi được người quen giới thiệu cho những cơ hội triển vọng, bạn đừng nên tính toán quá nhiều, hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, vừa làm vừa cân nhắc. Như vậy bạn sẽ dần dần tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời đồng tiền cũng sẽ dần dần chảy về túi. 3. Luận về phương diện tình cảm. Người tuổi Dần cũng không nhận được tín hiệu vui trên phương diện tình duyên trong tháng 8 âm lịch. Có lẽ đây là lúc bạn cần thay đổi suy nghĩ hoặc cách hành xử của bản thân, như vậy mới có cơ hội đón nhận hạnh phúc cũng như tránh được việc tổn thương người thân thiết nhất. Với những ai đã lập gia đình, cả bạn và người ấy đều cần phải thành thật hơn với cảm xúc của mình. Nếu có điều gì không hài lòng, hai người nên thẳng thắn trao đổi với nhau, chứ không nên lẳng lặng chịu đựng rồi nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông không đúng. Mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu hai người trò chuyện chân thành, đồng thời đặt mình vào vị trí của đối phương. Nếu còn ai cũng giữ suy nghĩ trong lòng, nghi kỵ sẽ dần nảy sinh, mối quan hệ cũng sẽ dần trở nên xa cách. Đến khi kẻ thứ ba xuất hiện thì khó có thể cứu vãn được nữa. Với những người độc thân, bạn thích dành thời gian cho bản thân mình hơn là cho một người nào đó khác. Đó là lý do khiến bạn thường từ chối những lời giới thiệu. Tất nhiên, việc có yêu đương hay không, không hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Xong, hãy thử mở lòng mình đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh. Biết đâu bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp, khiến cuộc sống phong phú và ngọt ngào hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Rất đáng mừng là tình hình sức khỏe của những chú hổ khá ổn định trong tháng 8 âm lịch này. Cho dù có phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn, cũng như thường xuyên lo nghĩ, song may mắn là bạn không cảm thấy quá mệt mỏi và bi quan. Hãy dành thời gian tham gia các hoạt động tập thể, tập thể dục, thể thao để tinh thần luôn được sảng khoái. Hơn nữa, bạn có thể gặp được những người thật sự tốt khi tham gia các hoạt động xã hội này. Họ sẽ đem lại cho bạn tác động tích cực trong tương lai. Cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ duy trì một lối sống điều độ, không nên thức khuya dậy sớm, thường xuyên bỏ bữa. Khi có sức khỏe, bạn sẽ có sức để làm việc, dần dần khắc phục khó khăn và vươn lên. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dần trong tháng 8 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Canh Dần, mệnh mộc, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, cầu quyết, suy nghĩ bi quan, thường xuyên do dự. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh lá cây. 2. Tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, làm ăn không thuận lợi, cần thay đổi cách làm của bản thân. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng. 3. Tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, tình duyên ảm đạm, vợ chồng xa cách. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu xanh rêu, màu xanh nước biển. 4. Tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, khép mình trong thế giới riêng, ngại giao lưu tiếp xúc. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh. 5. Tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, hãy nhìn thẳng vào sự thật và thay đổi điểm yếu của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu xanh lam, màu trắng.